Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Để sử dụng máy được lâu bền hơn và cho ra những bản in đẹp hơn, sắc nét hơn thì việc vệ sinh đầu in là một trong những bước cần thiết và quan trọng. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy Godet EZ520+. Thì mọi người hãy cùng em thực hiện nhé. Sau đây em sẽ tiến hành các bước thao tác để mình có thể vệ sinh đầu in đối với dòng máy Godet EZ520+ nha mọi người. Thì đầu tiên thì mình cần phải mở nắp máy lên ha. Đây, để mở nắp máy lên thì mọi người nhấn nhẹ hai cái tay bên hông này ha, mở cái nắp máy lên. Tiếp theo mình sẽ mở cái cụm đầu in lên. Mọi người có thể thấy hai cái gà màu xanh đây này, để nó cố định cái cụm đầu in với cái máy lại ha. Thì mình sẽ nhấn vào hai cái gà này thì đầu in nó sẽ bung lên. Đây. Thì các bước thì đầu tiên mình sẽ phải tháo cái giấy ra, hoặc là mọi người cuốn hẳn cái giấy luôn kia xong, hoặc tháo hẳn ra cũng được ha. Tùy. Thứ hai đó là mình sẽ tháo cái mực in ở trên máy ra, để tháo mực in ra ha. Mọi người đẩy nhẹ qua phía bên nút tay trái của em ha, ở bên cái nút fix đèn này, mọi người đẩy qua và kéo lên. Này bên đây nó có cái đèn kéo lên rất là dễ dàng. Rồi phía dưới cũng tương tự ha, mọi người đẩy nhẹ qua phía bên trái và kéo tới phía trước để mình có thể tháo cái cuộn mực và cái cuộn khu ra. Cái việc vệ sinh đầu in này thì có thể là khi mọi người in hết một cuộn giấy vừa thay giấy thì mọi người vệ sinh một lần luôn cũng được ha, rất là tiện ha. Để ra tiền cho mọi người khi mà mình thao tác lắp đặt giấy mới thì vệ sinh luôn ha, hoặc là khi mà hết một cuộn mực. Đây, để vệ sinh đầu in thì mọi người chuẩn bị giúp em một đó là bọc y tế, thứ hai đó là cồn 90 độ, hoặc là có thể là nếu không có cồn 970 thì 90 thì mọi người sử dụng 70 cũng được ha. Và nếu sử dụng cồn 90 thì nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Đây, thì cái cồn với cái bọc này thì mình có thể mua dễ dàng ở ngoài cửa hàng y tế, tiệm y tế nha mọi người, quầy thuốc á, để mua. Rồi. Tiếp theo, đầu tiên anh chỉ cho mọi người cái vị trí cần vệ sinh trước ha. Cái cục đầu in là cái này đấy ra mọi người có thể thấy cái đường đen ở giữa không? Sau đó phía trên đó, nó có một cái đường ở phía trên này, thì đây là cái đầu in của nó, cái điểm đốt của nó chỉ có nhỏ một xí ở đây thôi. Đây thì mình sẽ vệ sinh cái này. Thì khi mà mọi người sử dụng máy thì mọi người cần cố gắng là không cho những cái vật sắc giòn, ví dụ như khi mà mình mang nhiệt hay đồng hồ thì mình cố gắng mình đừng có để nó tác động vật lý vào đây, để làm nó sẽ bị xước cái đầu in này hoặc là bị hư hỏng. Cái đầu in này giá trị nó khá là lớn đối với các linh kiện khác nha mọi người. Đây, thì khi mọi người sử dụng cồn này, bông cồn này, mọi người cầm cồn ướt vừa đủ thôi ha. Sau đó mình sẽ lau cái vị trí đầu in này. Đây, mọi người lau cho em ha, mọi người lau qua một đường này thôi nha. Sau đó mọi người có thể lấy một cái bọc cồn khác, sau đó mọi người lau tiếp một đường qua. Mọi người đừng có trà qua trà lại, tại vì ở đây lỡ như mà trên này nó có những cái gì đó mà mình trà qua trà lại thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái độ in này ha. Mọi người có thể thấy là cái này nó có bị đen đen ở đây này, tại vì máy này máy em xài khá là ít nên nó chưa có đen nhiều. Nếu mọi người đen nhiều ở đây, sau đó mọi người lấy tiếp một cái miếng bông cồn khác ha, mọi người lau đó. Mọi người lấy tiếp cái bông cồn khác, mọi người lau giúp em ha, lau theo một chiều qua về thôi nha mọi người. Đó, sau khi lau mà mọi người thấy là nó sạch cái bông cồn thế này rồi thì mọi người thôi. Thì tiếp theo thì mình sẽ lau tiếp cái phần quan trọng ở dưới đó, phần ruler. Đây nó có cái trục ruler đây, cái này nó xoay được nha mọi người sử dụng một cái lực khá mạnh mạnh xíu mọi người xoay ha, thì mọi người cùng vệ sinh luôn giúp em cái trục ruler này nha. Đây, thì đây là hai cái bộ phận mà nó tiếp xúc trực tiếp với lại là giấy mực, nên mọi người hơi ướt nha. Mọi người xoay xong rồi mọi người lau giúp em nha. Đó, mình lau xong mình đợi khoảng tầm một phút gì đó để cho nó bay hơi cái cồn, sau đó thì nó sẽ khô cái đầu in với cái trục ruler, thì mình sẽ lắp lại giấy vào mực ha. Đó, thao tác khá là đơn giản ha, mình chỉ cần vệ sinh cái đầu in và cái trục ruler này cho kỹ. Thì như em nói là mọi người có thể là vệ sinh là lúc mà thay giấy hoặc thay mực, mọi người mở ra mọi người vệ sinh luôn, tại cái thao tác này nó không mất quá nhiều thời gian của mình ha. Và sau đó thì mình sẽ lắp cái cuộn mực và cuộn khu lại thôi này. Đây, lắp lại thì lắp cái cuộn luôn. Rồi, ok. Đó, lắp lại. Ok, giấy mình kéo sẽ lắp lại cho nó lên trước. Đó, sau khi lắp xong thì mình sẽ đóng cái đầu in lại. Đó, đầu tiến hành in. Đây, đóng đầu in lại ha. Rồi. Sau đó mình có thể là tiến hành sử dụng lại như bình thường. Thì như mọi người có thể thấy, việc vệ sinh đầu in đối với dòng máy Godet EZ520+ rất là đơn giản.
và các vật tư để mình phục vụ cho việc vệ sinh đầu yếm đó cũng rất là thông dụng, mình có thể dễ dàng mua ở các tiệm y tế ở bên ngoài ha. Hy vọng video này có thể giúp ích được cho mọi người. Thì nếu như mọi người cần hỗ trợ thêm, mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.